Hello tất cả mọi người. Hiện tại bây giờ là em Hạnh đang nấu món heo gừng xào lăng. Heo gừng xào lăng này là hôm qua chị Hai Hùng Lý đã gửi qua cho Hùng Lý heo gừng. Rồi bắt đầu hôm nay tụi em sẽ làm một món heo gừng. Mọi người nhìn nè, có ngon không nè? Đó, nhìn rất là hấp dẫn nha mọi người. Đây là da nè, heo gừng nè, rất là ngon nha mọi người nha. Chuẩn bị chờ chín là chỉ lên dĩa thưởng thức thôi. Mùa mưa này ăn món này là còn gì bằng nữa. Tên tên tên. Rồi, hello mọi người nha. Đây là hai dĩa và bánh mì và muối ớt, đồ chuẩn bị thêm ăn chiều nha mọi người. Đó, mọi người nhìn có hấp dẫn không nè. Đây, đó, chỉ muối ớt nhìn rất là hấp dẫn luôn nha. Bánh mì đặc ruột nha cả nhà, rất là ngon đó, hấp dẫn chưa nè mọi người. Đây là thành phẩm khi mà em Hạnh đã nấu xong rồi. Đây là heo gừng xào lăng nha mọi người nha, nhìn rất là hấp dẫn luôn nè. Đó, mùa dịch này thì tới mỗi nhà tự nấu ăn tự làm để có những cái clip gửi đến cả nhà trên Facebook hoặc là trên anh chị trên kênh của Hùng Lý bé heo offline nha mọi người nha. Và chuẩn bị tụi em chuẩn bị vô thực phẩm nha mọi người. Đó, đây là bánh mì nè, muối ớt sẵn luôn nè mọi người ơi, ngon xúc xắc. Bye bye mọi người nha.